Chào các bạn, trên tay mình hiện tại là chiếc iPhone 14 Pro Max các bạn nhá. Và đây là hàng hàng lướt thôi, không phải mới đâu. Cái hộp này không phải hộp của nó, mình để cho nó đẹp thôi. Và hôm trước thì làm clip cảnh báo mọi người lên hạn chế cho iPhone của Mỹ. Hôm nay thì về toàn iPhone 14 Pro Max của Mỹ. Thôi thì về thì cứ bán, vì bởi vì là bên mình có bao test cho các bạn là chọn đời lóc lại, mà lóc lại thì mình sẽ hỗ trợ đổi. Và bây giờ các bạn vào đây nha, mình sẽ cho các bạn xem là iPhone 14 Pro Max của Mỹ thì nó sẽ khác bản quốc tế như nào nhá. Và đây thì là cái hộp này không phải hộp của nó đâu, cái hộp mình nhập về thì là máy trần thôi. Và cái hộp này thì mình để thêm vào cho nó đẹp các bạn nhé. Nhưng thực ra ấy, cũng máy thì cũng rất là khá đẹp và chẳng khác gì máy mới cả các bạn ạ. Đó, cũng sạc có vài lần thôi các bạn nhìn này. Đây là một chiếc iPhone 14 Pro Max đến thị trường Mỹ nhá. Các bạn có thể nhìn thấy này, Mỹ thì nó sẽ có giải anten riêng, giải anten 5G như này ở đây. Đó, nó khác hẳn với thị trường quốc tế khác là như vậy. Và cái điều đặc biệt ấy là nó sẽ không khai SIM nữa các bạn ạ. Đó, đây là hàng nguyên bản nhé, bên mình không đục quét khai SIM và để nguyên bản để mình bán thôi. Thì các bạn muốn lắp SIM nào thì tất cả những chiếc máy của Mỹ thì chúng ta sẽ dùng eSIM, có nghĩa là chúng ta phải ra nhà mạng hoặc chúng ta có thể tự cấp eSIM, chúng ta dùng hai SIM eSIM luôn. Đó, và cái đặc biệt ấy là máy sẽ rất là rẻ các bạn nhé, rẻ vô cùng luôn. Những chiếc máy này bên mình bán ấy với mức giá hiện tại nhá, sạc có vài lần thôi và rất là đẹp như này nhá, thì bên mình bán giá chỉ có hơn 22 triệu một chút thôi. Các bạn lưu ý là hơn 22 triệu một chút thôi các bạn nhá. Bảo hành cho các bạn là 12 tháng. Một trong 30 ngày các bạn có thể nâng cấp được bảo hành 12 tháng một một cũng được. Và điều đặc biệt ấy là bên mình ấy có tặng theo các bạn hộp như này và một cái dây sạc như này, thậm chí là tặng thêm một củ sạc nữa. Đó, trong thời gian gần đây nếu bạn nào mua sẽ tặng thêm một củ sạc nhanh nữa. Thế là các bạn nào đang cần mua 14 Pro Max với mức giá là lướt, mức giá rẻ tầm hơn 22 triệu thì các bạn có thể liên hệ ngay bên mình nhá, có thể comment số điện thoại dưới video này hoặc các bạn có thể đến trực tiếp địa chỉ là 170 Lạch Chay. Và các bạn nào ở xa các bạn có thể đặt hàng hoặc là trả góp qua website mình là mnm.vn nhá.